Rồi mình xin chào các bạn nha. Bữa hổ mình giăng ba cái giềng câu đó, thấy dính cái chê trắng nhiều quá, dính cái chê cái này kia nhiều, rồi mình bữa nay mình làm con trai các bạn, mình mới thả, cũng là thả màu trùng. Đây mình làm được 20 chai. Rồi mình cũng thả kinh bữa hổm các bạn, kinh sông há nha. Hôm nay thấy cái chê nhiều quá, tại vì ở đây ta không có xạ lại đất chết, bởi vì cái chê nó nhiều. Cái chỗ các bạn, rồi mình thả. Đang sâu lắm. Mình quay nhập lỗ. Cái này mình có làm màu rồi. Trong đây thả nó buộc lên là xong. Dùng hết luôn. Cái sầu thịt cái chê nhiều quá là tại ở đây nó đồng chát á, thì chỉ mưa tới nè rồi nó gom lại xong một cái là công các bạn. Đi thả sớm quá thì nó hao mồi, đi trễ rồi. Dây nhỏ này mình làm 2 mét. Dây keo này mét là 3 mét. Làm trái bự này nó không bị lạc, làm cho chống lạc luôn. Đi thăm con trai nha các bạn. Tối nước dịp xuống ló luôn, không dính rồi. Thăm mũi quá trời mũi rồi. Này trong bờ móc bọc rồi.
xong bỏ con quấn gì rồi giờ toàn gì không quan ơi. Lúc bây giờ 2 chai 3 chai luôn hay gì 3 chai luôn kỳ chắc là giếng cá bự luôn nè chê mình nhỏ quá cổ chai luôn quá hai một bình thôi. Sáng phải không thôn rồi con ơi. Mới có mấy chai mà bị đứt hết nè. 3 chai. Ô, con mới chơi. Dẹp luôn. Cháy chiên cơm bơi này xỉu rồi quá bình vui rồi vui quay quay đọc gì cá dính mà cá dính câu hả à? Ủa thả câu dính cá dính câu hả à? Rồi luôn là được từng câu luôn chết nữa câu này có ai rớt nè chắc phải cầm cái nó rớt ha lạ bạn ơi con câu mà dính câu luôn một con câu có một chai nữa rồi họ phổ luôn nãy dính câu vẫn dính gì đây rồi tức nữa rồi dây mạnh quá những cá lôi đứt dây mạnh quá sao không đứt hết trơn 4 chai à sáng là còn chưa chạy nữa rồi tức thêm 1 chai nữa thẳng quả luôn rồi nhức dữ rồi làm gì đây wow chưa cá ngắp trần được rồi quá kinh cá nhiều cái gì đúng chưa đúng ghê cá quá luôn chè bắt cũng ngán lắm chê nhiều giờ hơi cắm người khỏe quá bây giờ vô trong chết rồi còn mấy chai nữa các bạn chắc này cũng được con quá bây giờ cứ đánh đi
tắm. Cây này. Ôi cá, đứng dính cây. Trắng luôn. Ồ. Chắc ngoài trống này nó không có lâu dính cỏ này kia nó không đứt. Ở trong như nãy đứt nữa rồi. Cây nhỏ quá. Bóng chai luôn, ăn cá. Thấy chai còn hơn thấy cá luôn. Có một chai nữa không nha. Còn mấy chai nó hết rồi. Cứ hết nữa vậy. Ôi, chai nữa các bạn. Dính được cái lưỡi câu. Cục gì? Gì đâu. Còn chai nó hết nữa bạn. Tới luôn. Sự in gu gì ta. Cuối cùng cũng chắc không được gì quá. Con gì mới ụt ở đây? Thôi đi. Con lôi. Dính hay vậy? Trời ơi, dính. Bỏ ra tự không dính sao không tiêu chai. Đi vàng rồi con ơi. Bạn ơi quá trời đã gì vàng rồi. Ồ nó lôi. Hết hồn chân. Cứ mở ra cái nó lôi tiêu. Nhỏ có chai không có chai chắc mắc luôn rồi. Mình kết quả được nhiêu bạn ơi? 4 cái chai trắng, 1 con chai vàng, 1 con rô. Quả chai vàng này. Tưởng nó không dính không mở ra nó lâu chạy liền chơi. Hai mấy chai. Đứt hết đâu 5-6 chai vậy.